Thời gian gần đây, cậu học trò diêu bông của Nguyễn Trần Trung Quân bỗng trở thành cái tên viral khắp mạng xã hội. Dù chưa có quá nhiều thông tin về con đường hoạt động nghệ thuật, nhưng anh đã có không ít fan. Diêu bông tên thật là Nguyễn Nhật Phát, sinh năm 2003 tại Hà Nội. Chàng trai trẻ chưa có quá nhiều thông tin về con đường hoạt động nghệ thuật, song có một điều đặc biệt. Cậu là một thành viên của DJ House cùng với Quang Anh Rider, quán quân The Voice Kids 2013, thí sinh nổi bật của Rap Việt mùa 3. Khoảng vài tháng gần đây, Diêu bông xuất hiện trong các buổi học thanh nhạc với thầy giáo Nguyễn Trần Trung Quân. Tất cả diễn biến đều được live stream và nhận được sự chú ý của netizen. Dần dần, các đoạn clip dạy học giữa hai thầy trò ngày càng trở nên viral khắp TikTok. Riêng đoạn clip ra đời nickname Diêu bông của Nguyễn Nhật Phát cũng đã thu về hơn 4,3 triệu lượt xem. Clip học hát gửi người yêu cũ cũng có hơn 4,2 triệu lượt xem. Các lớp học của giọng ca Màu Nước Mắt gây chú ý bởi thường được live stream trong khung giờ muộn. Đồng thời, anh chàng cũng không ngần ngại nghiêm khắc uốn nắn từng câu hát của Diêu bông để học trò có thể hát được tốt nhất có thể. Khán giả xem các clip này cho rằng nhiều khi bị căng thẳng lây bởi thầy Trung Quân dạy cậu nhóc sinh năm 2003 rất nghiêm khắc, các góp ý thẳng thắn nhưng đôi lúc cũng vô cùng hài hước. Ngược lại, Diêu bông cũng gây chú ý nhờ tính tình chuẩn út khờ nhưng ngoại hình thư sinh dễ mến. Bên cạnh Diêu bông còn có Minh Xu cũng hài hước không kém. Các đoạn clip dạy học đầy cung bậc cảm xúc, có lúc vui bành nóc nhưng cũng có lúc căng thẳng ngang giữa Trung Quân và Diêu bông Nhật Phát đều đặn thu về hàng trăm nghìn cho tới vài triệu view cho mỗi đoạn clip. Nguyễn Trần Trung Quân cũng có vài lần đưa Diêu bông theo diễn cùng một học trò khác để các bạn ca sĩ trẻ dần quen với việc trình diễn trên sân khấu. Trong một buổi diễn tại Đà Lạt, Diêu bông và học trò khác của thầy Quân có vẻ do quá căng thẳng, thậm chí lo lắng bị trách phạt nên những lúc không hát lại cúi gằm mặt khiến khán giả dở khóc dở cười. Không rõ hai ca sĩ trẻ đang đi hát hay bị phạt úp mặt vào tường vì không làm được bài. Diêu bông cũng có nhiều lần báo thầy Trung Quân khiến fan cười ngất. Có lần do quá đông khán giả nên Diêu bông quyết định đi xe máy tới chỗ diễn, lại được một khán giả dúi vào 6.000 giữ xe vẫn ngây thơ nhận lấy. Đi diễn chung với chàng trai trẻ ngày hôm ấy còn có cả Quang Anh Rider và Minh Xu cùng tổ đội DJ House. Sau khi lên xe và ở buổi live stream dạy học sau đấy, thầy Nguyễn Trần Trung Quân lại được dịp mắng cậu học trò bởi quá ngây thơ. Đoạn clip Diêu bông đi xe máy đến chỗ diễn cũng viral khắp mạng xã hội. Cái tên Diêu bông bắt nguồn từ một hôm thầy Trung Quân dạy cho Nhật Phát cách hát bản hit Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng của ca sĩ Thành Đạt. Khi dạy hát tới câu khởi Diêu bông, bình minh chưa hé tôi phải tìm xong. Cậu học trò được thầy kiệu về mặt cảm xúc để có thể hát câu này giàu cảm xúc nhất, phải tìm ra cho bằng được Diêu bông trong lời hát. Kể từ đó, anh chàng gắn liền với hai chữ Diêu bông và là biệt danh được đông đảo khán giả gọi khi nhắc đến. Nhật Phát cũng đổi tên kênh TikTok thành Diêu bông như một đặc điểm nhận dạng của mình. Nói sâu về Nguyễn Trần Trung Quân, trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, anh từng là một giảng viên thanh nhạc, một vocal coach có nhiều tên tuổi như Eric Min Tling. Thế nên cách giọng ca tự tâm dạy đã giúp giọng hát của Diêu bông tiến bộ từng ngày. Trước việc thầy trò được đón nhận nồng nhiệt, Trung Quân cho hay, ban đầu Quân chỉ nghĩ sẽ live stream để chia sẻ kiến thức về thanh nhạc, truyền cảm hứng và giúp mọi người thêm yêu ca hát, thêm tự tin về bản thân, từ đó giọng hát trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Quân không nghĩ và chưa từng nghĩ lớp dạy học này lại ngày một đông vui và mọi người lan tỏa mạnh tới như thế. Quân rất vui, hạnh phúc và muốn làm series này phát triển hơn nữa. Ít ai biết rằng Trung Quân vốn sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghề âm nhạc. Tuy nhiên, năng khiếu âm nhạc của nam ca sĩ được phát triển kể từ khi còn rất nhỏ. Đi theo niềm đam mê, với sự nỗ lực không ngừng, anh đã tham gia nhiều cuộc thi và giành được nhiều giải thưởng từ khi còn trong độ tuổi thiếu niên. Khi trưởng thành, chàng trai gốc Hà Thành đã chọn theo học chuyên ngành piano, nhưng sau đó đã chuyển sang học chuyên ngành thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Đến năm 2009, Nguyễn Trần Trung Quân quyết tâm thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và thành công đỗ thủ khoa. Tại đây, anh đã được đào tạo bởi những giảng viên có uy tín trong lĩnh vực thanh nhạc như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Dương Minh Ánh và nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Song song với quá trình nâng cao chuyên môn, giọng ca sinh năm 1992 cũng đã tham gia và giành được nhiều giải thưởng trong các chương trình ca nhạc và tài năng trẻ, điển hình như gương mặt sinh viên Facebook, ban nhạc top hát. Đây được xem là những bước đệm bệ phóng để Trung Quân chuyển sang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và được biết đến rộng rãi hơn. Ngoài Diêu bông Nhật Phát, nam ca sĩ còn có một cậu học trò khác cũng ngô nghê không kém, đó là Minh Xu. Chàng trai này tên thật là Lê Hoàng Bảo Minh, sinh năm 2003, hoạt động chung tổ đội DJ House với Diêu bông. Đây là tổ đội toàn các nghệ sĩ cùng sinh năm 2003. Nhóm hiện có 13 thành viên, gồm các rap, hip-hop, indie, chưa có nhiều tên tuổi. Dù Diêu bông và Minh Xu chưa có nhiều sản phẩm âm nhạc, nhưng cả hai đang là hiện tượng mạng được quan tâm nhất nhì vào lúc này.